Rồi, xin chào mấy anh em ha. Chúc mấy anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha anh em. Bữa nay em quay lấy một ít sản phẩm quay cho anh em ha. Thì này là cái liều nha anh em. Liều này thì bán nhiều lắm, liều đó. Alo, túi xách nón đầy đủ cho nghe nè. Thì bên em khoảng mấy trăm mặt hàng nè. Cái mẫu nào alo em ha. Thì như là các bảy đều có nghe nè. Cái phòng mấy đa năng mấy nhiều lắm, mấy trăm mặt hàng nè. Thì mấy cái mẫu gọi đang lục giác không dám mới đang xong nè. Này mới này không gầy không kịp giao cho anh em đóng trả âu lộng ha, tùm lum cũng dân nè, nhiều lắm. Lá giả nghe nè, giả này lá bột công anh nha nè. Này chỉ đang lục. Cái này chỉ đang sẵn đây nè, đang sẵn. Còn này mấy cái áo lồng ha, mấy cái áo lụp đó nè, áo lụp này nè, áo lụp mang giải kaki nè. Này không ngày bán được lắm, này anh em vô mua bán nhiều lắm. Mấy cái áo lồng ha, sẵn sắp quay cho anh em coi. Lồng ha nè, bán nhu cốc đầy đủ chưa. Anh em cần mẫu nào alo em nghe nè. Mình làm lấy như thế này ha. Quay cho anh em cảm như nè. Thì khoảng mấy trăm mặt hàng á nè. Rồi, cái đầu tiên là em giới thiệu cho anh em là cái túi đeo chéo nghe nè. Thì cái túi đeo chéo này á là may bằng da ha. Em để máy đứng xuống ngoài rồi mình. Này mai mình da nghe nè. Này chị bằng da này trời mưa nó không có thấm vô được chỗ trong nghe nè, nó ướt đồ ha. Còn túi này á, ngoài trước này á, mình có thể đựng lo được nghe nè. Bởi vì có mai thêm cái túi đựng lo nữa nè. Đặng cái mấy quai đeo nó chắc chắn lắm nghe nè. Cái màu nhộm nè. Ngoài như mình giấy nhung mềm vậy nè. Nó mai một cái lớp giấy nhung mềm ha. Còn ở trong là mình da nghe nè. Cái này giá nó rẻ nha. Hiện tại thì em đang bán giá là 170 là 170 nha nè. Cái này trong đựng lo đựng ấy nhiều lắm. Và tiếp tục là cái túi đeo chéo nha. Cái túi đeo chéo này cũng vậy nha nè. Cái này mà mình giải kaki ha, cái này giải mềm dày lắm. Cái này mang nhiều lớp luôn nha nè. Thì trước này nó có đựng có cái túi may lo đựng để mình đựng lo nữa nè. Ha. Thì anh em cái thích cái mẫu nào thì anh em chụp lại nha nè. Lại hoặc là anh em điện em sẽ gửi mẫu bên Zalo cho anh em coi. Cái số điện thoại trên tiêu đề bởi vì mỗi một cái dòng túi đeo chéo này thì em tới 5-6 loại lần. Đừng khi mà anh em điện á thì nó cũng đồng giá nhau á nên cũng khó lấy. Thì anh em điện em thì em sẽ gửi mẫu cho anh em coi nha nè. Thì cái này cũng bán giá là 170 nè. Cái này thì nó gọn lắm, nó gọn hơn cái này ha, nhỏ gọn hơn. Cái nào nó cũng có cái tốt của nó riêng nha nè. Thì cái này thì nó lớn nè, dài mình mang mình da đựng đồ nhiều. Còn cái này thì nó gọn hơn mà nó dày lắm, mềm mại giá như nè. Và cái này là cái để mình nảy về trước ngực một chút bụng á nè. Này mình đựng mấy cái bẫy nhỏ nhỏ, đựng điện thoại hay là mình đựng mấy cái bẫy giò cước rồi nè. Cái này em ha. Rồi cái này cái nón ta bèo quá nè, nó ta bèo ha. Bèo thì em đang bán giá là 80 nha nè. Thì bên em bán nón thì em bán có là bán bộ đồ luôn nha nè. Thì bộ đồ đó thì em đang bán giá là 400, bộ đồ nó dày cực kỳ dày luôn á. Cái áo nó là 4 cái túi luôn. Rồi cái áo phần là 4 cái túi rồi. Cái quần là 6 cái túi luôn á nè, 6 túi lớn. Thì bộ đồ là 400 nha. Còn cái nón ta bèo này á thì em đang bán giá là 80. Còn cái nón anh em mua cái nón kết thì em có bán GG trong cái bộ đồ nón kết nè. Thì đồ nón kết là 60 nha nè. Còn cái này là cái mấy cái áo lụp ha. Lụp để mai kỹ lắm. Lụp này là cái loại mai mà dính liền vô luôn, có vai đeo dính liền như gì nè nha. Thì cái này thì giá 80 nha nè, 80 ha. Còn cái loại đeo mà nó mình có thể tháo ra tháo vô như cái dòng này nè. Cái này là cái mình có thể tháo ra tháo vô này là 100.000. Còn cái loại này là cái loại áo lụp đôi đó. Cái này là áo lụp đôi ha.
Rồi hai cái hai bên riêng biệt nhau, chính giữa nó có dây kéo nè, có thể tách đường dây kéo này ra mình xài, thì cái gì cũng được, hoặc là anh em để hai cái anh em quản được nha anh em. Thì cái này thì hiện tại thì em đang bán giá là 201 nha anh em, 201 nha anh em, cần mẫu nào alo em nha anh em. Thì cũng đang đang đóng gửi khách nha anh em, mẫu nào alo em ha. Quay ra bên em có bán mấy cái thằng giọt cước nha nè, giọt cước bên em bán cấp độ C7 ha, bán đủ 3 dòng luôn nha nè, dòng chữ O, chữ U và chữ C, anh em có nhu cầu thì alo em ha. Cái dòng này dòng tàng hình nha nè, mấy anh em đi bảy cô gái thì thường đa số xài mấy dòng này nhiều ha. Chân thép là của nó là cái chân của nó là làm bằng thép nha nè, thép đen ha, dây siêu bền luôn nha nè, dây nha nhọn màu cổ khô ha. Cái cọng cước anh em, đặc biệt cọng cước là nó rất mịn, nhìn không thấy luôn anh em. Dòng này dòng tàng hình 7 là xe, cước là xe bằng máy nè. Thì anh em cần mẫu nào alo em nha anh em. Lá giả em, lá bồ câu anh, lá tre, lá bồ câu anh, lá tre, lá dương sĩ đầy, có đầy đủ ha, móc chiêu lực là đầy đủ cho nghe nè, nhiều lắm. Rồi lần nữa em, anh em có nhu cầu hay là anh em cần mẫu nào đó thì alo em, cần tư vấn gì thì anh em cứ điện em ha, số điện thoại để trên tê đề. Thì ngoài ra mình có thể qua bên thằng Shopee mình mua cũng được nha anh em, Shopee, Lazada, TikTok á, em có đăng bán bệnh nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em sau nha anh em.